Tổng thống Trump bị tòa án phán quyết phạm tội gian lận. Chó cưng của Tổng thống Biden tiếp tục cắn mật vụ lần thứ 11. Các binh sĩ Wagner quay trở lại chiến đấu ở khu vực Bakhmut. Tiết lộ đơn vị UAV Ukraine khiến Nga tổn thất lượng khí tài trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Một thẩm phán ở New York đã phán quyết Donald Trump và các doanh nghiệp của gia đình ông phải chịu trách nhiệm về tội gian lận, đồng thời cáo buộc gia đình ông nói dối trong suốt nhiều thập kỷ về giá trị tài sản ròng của mình. Theo đó, phán quyết của thẩm phán Arthur Engoron được đưa ra chỉ vài ngày trước khi vụ án dân sự đầu tiên liên quan đến văn phòng tổng trưởng lý New York và cựu tổng thống được đưa ra xét xử. Thẩm phán Engoron đã chấp nhận ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James về phán quyết tóm tắt, tuyên bố ông Trump, các con trai của ông và những người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi vi phạm dai dẳng luật pháp bang New York. Ông nhận thấy các báo cáo tài chính mà gia đình ông Trump cung cấp cho những người vay và công ty bảo hiểm trong khoảng một thập kỷ là sai sự thật và cho biết họ đã nhiều lần gian lận. Quyết định này được xem là một đòn giáng mạnh vào ông Trump và bác bỏ hoàn toàn lập luận của ông rằng ông không thổi phồng giá trị của các sân golf, khách sạn, nhà ở Mar-a-Lago và Seven Springs trên các báo cáo tài chính được sử dụng nhiều lần trong kinh doanh. Tối 26 tháng 9, Bộ trưởng James tuyên bố, "Hôm nay, một thẩm phán đã đưa ra phán quyết có lợi cho chúng tôi và phát hiện ra rằng Donald Trump và Trump Organization đã tham gia vào nhiều năm gian lận tài chính. Chúng tôi mong muốn được trình bày phần còn lại của vụ án tại phiên tòa." Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu bồi thường thiệt hại 250 triệu đô la Mỹ, tiến hành lệnh cấm gia đình Trump làm quản lý của một doanh nghiệp ở New York và ngăn công ty này tham gia vào giao dịch kinh doanh trong 5 năm. Thẩm phán Engoron cũng đã hủy bỏ các chứng nhận kinh doanh của các thực thể Trump là bị cáo trong vụ án, bao gồm cả Trump Organization, và cho biết một người tiếp nhận sẽ được bố trí để quản lý việc giải thể các thực thể doanh nghiệp. Có hai bất động sản ở New York nằm trong vụ kiện, tòa tháp thương mại ở số 40 phố Warren và khu nhà của gia đình Trump ở Seven Springs. Tuy nhiên, toàn bộ phán quyết của ông vẫn chưa rõ ràng. Vẫn còn các câu hỏi đặt ra là người nhận sẽ giải thể tài sản như thế nào, liệu phán quyết có ảnh hưởng đến các tài sản nằm bên ngoài bang New York, bao gồm cả Mar-a-Lago hay không, và liệu vợ chồng Trump có thể chuyển tài sản có trụ sở tại New York sang một công ty mới nằm ngoài bang New York hay không. Thẩm phán Engoron nói rằng, ông Trump bị cáo buộc đã thổi phồng giá trị căn hộ 3 tầng của mình tại Trump Tower lên gấp 3 lần diện tích của nó, dẫn đến việc định giá quá cao từ 114 triệu đô la Mỹ đến 207 triệu đô la Mỹ. Thẩm phán Engoron viết, sự khác biệt về trật tự được phóng đại này của một nhà phát triển bất động sản đã tăng quy mô không gian sống của riêng mình trong nhiều thập kỷ, chỉ có thể bị coi là gian lận. Luật sư Christopher Christ của ông Trump gọi phán quyết này hoàn toàn không liên quan đến thực tế và luật điều chỉnh. Ông nói thêm, mặc dù tác động đầy đủ của quyết định này vẫn chưa rõ ràng, nhưng điều rõ ràng là cựu Tổng thống Trump và gia đình của ông ấy sẽ tìm kiếm tất cả các biện pháp phúc thẩm hiện có để khắc phục sự sai lầm về công lý này. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Eric Trump nói, "Hôm nay, tôi mất hết niềm tin vào hệ thống pháp luật New York. Chưa bao giờ tôi thấy một thẩm phán căm thù một người đến vậy." Một nỗ lực phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp nhằm hủy hoại cuộc sống, công ty và thành tích của một người. "Chúng tôi đã điều hành một công ty đặc biệt, không bao giờ thiếu một khoản thanh toán khoản vay, giúp các ngân hàng kiếm được hàng trăm triệu đô la, phát triển một số tài sản mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay, cuộc đàn áp gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục." Ngoài vụ kiện dân sự, ông Trump còn phải đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự, bắt nguồn từ cáo buộc ông liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, cáo buộc ông trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm gần một thập kỷ trước và cáo buộc tích trữ bí mật của chính phủ, tài liệu sau khi rời Nhà Trắng. Cựu Tổng thống đã phủ nhận hành vi sai trái trong đơn kiện, chỉ ra rằng không những không có ngân hàng nào bị tổn hại bởi sự định giá lạc quan của ông đối với tài sản của chính mình, mà họ còn thu được lợi nhuận khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đô la tiền lãi và phí, đồng thời chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào với bất kỳ khoản vay nào được đề cập. Ông đồng thời cũng bác bỏ hàng loạt vụ kiện chống lại mình như một cuộc săn phù thủy chính trị và sử dụng các cáo trạng liên bang. Cáo trạng đầu tiên được đưa ra chống lại một cựu nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ để quyên tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây lại tiếp tục gặp rắc rối chuyện thú cưng khi chú chó Commander của ông cắn các mật vụ nhiều lần trong vài tháng qua. Phát ngôn viên sở mật vụ cho hay, Commander, chú chó giống béc dê của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tấn công một nữ sĩ quan mật vụ vào tối 25 tháng 9. Sau khi bị Commander cắn, nữ mật vụ này đã được điều trị và sức khỏe ổn định. Theo nhóm giám sát Judicial Watch, đây là vụ tấn công thứ 11 của Commander nhắm vào lực lượng mật vụ tại Nhà Trắng kể từ tháng 10 năm 2022.
Sở Mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ các Tổng thống Mỹ và gia đình. Nhiều sĩ quan được bố trí xung quanh Nhà Trắng và các khu đất rộng lớn xung quanh, nhưng sự hiện diện thường xuyên của họ có thể gây căng thẳng cho Commander, kích động nó tấn công. Phát ngôn viên Sở Mật vụ Anthony Guglielmi cho hay, cơ quan này từng thảo luận với gia đình Tổng thống Biden về cách xử lý tốt nhất đối với chó cưng trong Nhà Trắng. Guglielmi bày tỏ luôn ưu tiên cho an toàn và phúc lợi của nhân viên. Commander là quà sinh nhật vợ chồng em trai James Biden tặng ông Joe Biden hồi tháng 12 năm 2021. Trước đó, gia đình ông Biden nuôi chó cưng Major trong Nhà Trắng, nhưng nó cũng liên tục tấn công mật vụ khiến ông phải gửi nó về quê nhà ở Delaware. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từng giải thích rằng môi trường ở Nhà Trắng khiến chú chó bị căng thẳng và cho biết nó sẽ được gửi vào trường dạy chó để huấn luyện thêm. Ngoài ra, nó cũng sẽ có khu vực riêng để chạy nhảy và hoạt động. Trong khi đó, ông Biden cho biết hành vi của Commander là do nó bị giật mình vì các mật vụ và đông người thường xuyên đi lại trong Nhà Trắng. Trước đó, một chú chó cưng khác của ông Biden tên Major cũng gặp nhiều vấn đề khi thích nghi với cuộc sống mới ở Nhà Trắng. Năm 2021, nó đã được đưa về Delaware sau khi cắn người. Nhà Trắng của Mỹ từ lâu đã nổi tiếng là nơi sống của các đệ nhất khuyển, bao gồm chú chó săn lông xù Anh tên Millie của cựu Tổng thống George Walker Bush và hai chú chó Boo và Sunny của cựu Tổng thống Barack Obama. Những chiến binh thuộc công ty quân sự Wagner theo ghi nhận đã có mặt tại khu vực thành phố Bakhmut để hỗ trợ cho một cuộc phản công. Đây là nhóm binh sĩ đã tách khỏi công ty quân sự Wagner sau nỗ lực nổi dậy vũ trang của ông trùm Yevgeny Prigozhin. Họ đã quay trở lại với mục đích giành lại quyền kiểm soát những vị trí đã mất trước đó. Phần lớn các binh sĩ quay trở lại chiến đấu ở khu vực Bakhmut hiện thuộc biên chế của công ty quân sự Redut và quân đoàn tình nguyện. Điều đáng chú ý là khi trước đó, họ chính là thành viên của công ty quân sự Wagner. Trong khi đó, các thành viên khác của Wagner vẫn đang tích cực tham gia trên nhiều mặt trận, từ Belarus đến các quốc gia ở châu Phi và Trung Đông. Joseph, một trong những nhân vật chủ chốt của công ty quân sự Wagner, đang tiếp tục tiến hành các công tác tuyên truyền nhằm duy trì hoạt động của tập đoàn lính này. Tuy nhiên, tình hình với phần chính của công ty quân sự Wagner vẫn còn mơ hồ. Sau khi đàm phán với vệ binh quốc gia Nga về vấn đề tiếp nhận vào hàng ngũ của họ, nhiều chiến binh đã bày tỏ lo ngại. Lý do chính dẫn tới tình trạng trên là nhu cầu ký hợp đồng cá nhân của từng binh sĩ. Nếu điều này được thực hiện, các chiến binh của công ty quân sự Wagner sẽ mất quyền tự chủ, trở thành quân nhân chính thức. Điều này cho phép Bộ Chỉ huy có quyền bố trí họ theo các hướng khác nhau, theo muốn chủ quản. Ngoài ra, mới đây còn xuất hiện thông tin cho rằng những lính Wagner muốn tiếp tục chiến đấu sẽ được phân chia giữa Bộ Quốc phòng và Vệ binh Quốc gia Nga, mặc dù vậy chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Cách đó vài ngày, theo tình báo Ukraine, số lượng binh lính của tập đoàn quân sự Wagner đóng trên lãnh thổ Belarus đã giảm đi đáng kể. Hiện nay, chỉ có khoảng 1.000 lính Wagner ở Cộng hòa Belarus. Cùng lúc đó, xuất hiện thông tin cho rằng quân Wagner đang quay trở lại khu vực chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong số 6.000 lính Wagner đến Belarus trước đây, chỉ có gần 1.000 chiến binh còn lại ở Belarus tiếp tục xây dựng doanh trại và huấn luyện cho lực lượng an ninh Belarus, truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cho họ. Andrei Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên giới nhà nước Ukraine cho biết, những dữ liệu đó được cung cấp bởi tình báo Ukraine nhưng không có lời giải thích nào. Các nguồn tin Ukraine thời điểm đó cũng nêu cao chủ đề về sự xuất hiện sắp xảy ra của các phần đội tấn công Wagner ở mặt trận. Chỉ huy nhóm Tapria của lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Tarnavsky cũng tuyên bố điều này. Theo thông tin, lính Wagner đã bắt đầu xuất hiện ở một số hướng, nhưng với số lượng chưa lớn. Theo Tarnavsky, họ vẫn chưa xuất hiện ở Zaporizhia. Đồng thời, các nguồn tin liên quan đến Wagner trước đó cũng đã đăng một số bài viết về việc lính Wagner đang được gửi ra mặt trận, nhưng chất lượng và số lượng thế nào thì không được báo cáo. Về phần mình, một trong những cựu binh của Wagner với biệt hiệu Brest cho biết hiện tại hoạt động của công ty vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Wagner đang tham gia thực hiện các hợp đồng ở châu Phi và huấn luyện lực lượng an ninh ở Belarus. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng Wagner không ký bất kỳ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga. Trong thời gian qua, Ukraine nỗ lực sản xuất vũ khí nội địa trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào phương Tây về mặt quân sự. Đơn vị máy bay không người lái UAV Asgard của Ukraine đã sử dụng số thiết bị có giá 700.000 USD để khiến Nga tổn thất lượng khí tài trị giá 80 triệu USD. Theo AP, kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhanh chóng thành lập các đơn vị UAV mới. Một trong số đó là Asgard. Đơn vị UAV gồm 12 thành viên không có kinh nghiệm quân sự nhưng đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích trên tiền tuyến. Chỉ huy của Asgard là một cựu doanh nhân thành đạt, sử dụng biệt danh là Pharmacist. Theo viên sĩ quan này, do chiến dịch phản công của Ukraine đang gặp nhiều khó khăn, đơn vị của họ đã đổi sang chiến thuật tiêu hao, tập trung bắn hạ các loại khí tài đắt tiền của đối thủ. Pharmacist cho biết,
Các thành viên của đơn vị có bối cảnh khác nhau, có người từng là kỹ sư, giám đốc hay thậm chí là đạo diễn phim, nhưng ở đây chúng tôi là những người lính. Theo chỉ huy người Ukraine, các thành viên của Asgard thường sửa đổi các loại UAV dân sự giá rẻ thành UAV cảm tử, rồi sử dụng chúng để tập kích các mục tiêu quan trọng. Để vượt qua các hệ thống phòng không và gây nhiễu của Nga, họ có thể triển khai thêm nhiều UAV không mang chất nổ để đánh lạc hướng. Pharmacist nói, chế tạo một UAV cảm tử chỉ tốn khoảng 400 USD, rẻ hơn nhiều lần các loại đạn pháo thông thường. Ngay cả khi tốn một lượng lớn UAV để hạ một xe tăng, bạn vẫn được lời. Chỉ với 700.000 USD thiết bị, chúng tôi đã khiến đối thủ tổn thất số khí tài có giá 80 triệu USD. Tuy vậy, chỉ huy người Ukraine cũng cho rằng Nga đang vận dụng tốt chiến thuật tương tự để gây khó khăn cho chiến dịch phản công của Kiev. Pharmacist nhận xét, giống như chúng tôi, đối phương thích nghi rất nhanh. Trên chiến trường, theo Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov, các đơn vị UAV của Ukraine đã thiết lập một kỷ lục mới vào giữa tháng 9 khi bắn hạ tổng cộng 205 loại khí tài của Nga trong vòng một tuần. Quan chức Ukraine cho biết nước này đã tìm cách để duy trì việc sản xuất tên lửa trong bối cảnh các cơ sở này trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tiết lộ rằng hoạt động của sản xuất tên lửa của Ukraine đã được chuyển một phần sang quốc gia khác sau khi quân đội Nga tấn công một nhà sản xuất tên lửa trong cuộc tập kích trước đó. Ông nói, điều tôi có thể nói là thật không may Nga đã đánh trúng cơ sở lắp ráp tên lửa. Giờ đây, chúng tôi đã chuyển một phần hoạt động sản xuất ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về chương trình sản xuất tên lửa Ukraine cũng như quốc gia mà Ukraine đã chuyển cơ sở qua, nhấn mạnh đây là thông tin mật và không ai có thể nói cho bạn cách nó diễn ra như thế nào. Trước đó, vào giữa tháng 8, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine thông báo rằng Kiev đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình nội địa ở phía nam tỉnh Odessa. Trước đó, ông Danilov tuyên bố rằng hệ thống tên lửa phòng không S-400 Chium của Nga đã bị phá hủy ở Crimea vào ngày 23 tháng 8 bởi một tên lửa mới do Ukraine sản xuất. Vào ngày 31 tháng 8, ông Danilov thông báo Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa tự sản xuất. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa trên đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 700 km trong bài thử nghiệm. Hồi tháng 9, Newsweek cho biết Ukraine đang điều chỉnh tên lửa chống hạm Neptune sản xuất trong nước để tạo ra phiên bản tấn công tầm xa. Đầu tháng này, ông Danilov tiết lộ Ukraine đã và đang phát triển chương trình tên lửa và máy bay không người lái của riêng họ từ lâu, nên việc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, ngay cả khi chúng ở cách xa 1.500 km không còn là vấn đề. Ông Danilov tuyên bố tất cả những nỗ lực này sẽ mang lại kết quả bởi vì quân đội Ukraine giờ đây sẽ có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700 km hoặc thậm chí là 1.000 đến 1.500 km. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Liên bang Nga. Hôm ngày 26 tháng 9, Hàn Quốc đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn ở Seoul nhân kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang quốc gia. Đúng như dự đoán, quân đội Hàn Quốc đã trình diễn tên lửa đạn đạo và các vũ khí mũi nhọn khác trong buổi diễu binh. Vậy những loại vũ khí nào đã được trưng bày và trong số đó, đồng minh chiến lược của Mỹ sản xuất và xuất khẩu những loại vũ khí nào? Theo ghi nhận, trong cuộc duyệt binh hôm ngày 26 tháng 9 tại Seoul, Hàn Quốc đã giới thiệu một số vũ khí và thiết bị mới nhất của Hàn Quốc, bao gồm xe tăng dòng K1A1 trên K1A2 và K2 Black Panther. Các loại xe tăng đó được sản xuất bởi Hyundai Rotem, đưa vào sử dụng vào năm 2014 và được quảng cáo là một trong những xe tăng thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới. Cả hai được xuất khẩu thành công sang Ba Lan, quốc gia thành viên NATO này có kế hoạch mua tổng cộng tới 1.000 chiếc K2, ước tính hiện tại có khoảng 260 chiếc đang phục vụ cho quân đội Hàn Quốc. Các xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn cỡ nòng 120mm với bộ nạp đạn tự động, lớp giáp tiên tiến và khả năng khóa mục tiêu tự động chống lại các mục tiêu trên mặt đất và trên không ở phạm vi lên tới 10 km bằng camera đo nhiệt độ trên xe. Xe tăng có tổ lái 3 người và trọng lượng 55 tấn. Các phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo của Hasan Defense K21 Hàn Quốc hay KNIFV cũng được nhìn thấy trên những con phố ngập trong mưa của Seoul hôm ngày 26 tháng 9. Trong đó, Hàn Quốc sử dụng khoảng 550 xe bọc thép Redback. Hiện Australia có kế hoạch đặt mua khoảng 130 chiếc xe chiến đấu bọc thép loại này. Xe IFV Redback được vận hành bởi kíp lái 3 người, có thể chở tối đa 9 binh sĩ, với đầy đủ vũ khí và đi quãng đường lên tới 500 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Xe được trang bị áo giáp gốm gia cố bằng sợi thủy tinh phức tạp, giúp bảo vệ khỏi hỏa lực súng máy hạng nhẹ đến mảnh đạn pháo. Redback còn được trang bị pháo tự động 40mm, súng máy M60 7,62mm và hai tên lửa dẫn đường chống tăng AT-1K Raybot.
Pháo tự hành K9 Thunder cũng xuất hiện tại sự kiện trọng đại này. Hơn 1.700 hệ thống này đã được chế tạo kể từ khi được giới thiệu vào cuối những năm 1990 với các khẩu pháo cỡ nòng 155mm 52 do Hyundai sản xuất, có khả năng bắn đạn pháo ở khoảng cách từ 18 đến 60 km. Hệ thống này là một trong những thành công xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc cho đến nay, được Ba Lan, Na Uy, Estonia, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ mua. Ngoài ra, Australia và Ai Cập xác nhận đã đặt hàng dòng pháo tự hành này. Không chỉ một vũ khí, một số quốc gia khác mua giấy phép sản xuất nhiều loại vũ khí do Hàn Quốc phát triển. Ba Lan được biết đã giao khoảng 50 hệ thống AHS Grab, biến thể của pháo K9 cho Ukraine, và các lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy hơn chục chiếc, trong số đó tính đến cuối tháng 5 năm 2023. Hệ thống pháo tên lửa K239 Chunmoo do Công nghiệp Quốc phòng Hàn Quốc và Hanwha Aerospace sản xuất cũng như xuất hiện tại một cuộc duyệt binh. Hệ thống này có tầm bắn hiệu quả từ 36 đến 290 km với một loạt lực được cho là đủ để tạo ra một cơn mưa hỏa lực đủ sức tàn phá diện tích tương đương với 3 sân bóng đá. Các hệ thống này đã được xuất khẩu sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ba Lan. Hệ thống tên lửa đất đối không SAM tầm trung, KMSAM Chengdu cũng nổi bật trong cuộc duyệt binh. Những tên lửa SAM này do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và Anman Antey của Nga hợp tác chế tạo và do nhà sản xuất hàng không vũ trụ LIG Next 1 Core LTD của Hàn Quốc sản xuất. Tầm bắn tối đa lên tới 40 km, độ cao bay từ 15 đến 20 km, tốc độ hoạt động Mach 4-5. Dòng tên lửa chiến lược đất đối Hunmoo được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1980 và được nâng cấp gần chục lần kể từ đó cũng được trưng bày với phần chiến đấu nặng 500kg có khả năng bay xa tới 3.000 km từ bệ phóng di động. Các hệ thống được sản xuất bởi LIG Next 1 và Hanwha. Cuối cùng, cuộc phô trương sức mạnh quân sự hôm ngày 26 tháng 9 cũng bao gồm một cuộc trình diễn lần đầu tiên về LSAM hay tên lửa đất đối không tầm xa, hệ thống phòng không và tên lửa nội địa tiềm năng đang được Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hanwha phát triển. Hệ thống có tầm bắn lên tới 150 km, dự kiến LSAM sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội Hàn Quốc vào năm 2026 và đã được so sánh về khả năng với hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ và hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Trong nhiều thập kỷ sau khi thành lập đất nước vào năm 1948, Hàn Quốc hầu như phụ thuộc vào các đồng minh Mỹ về vũ khí. Sau đó vào những năm 1970, khi nhà nước bắt đầu đầu tư lớn vào các ngành công nghiệp nặng và hóa chất theo kế hoạch 5 năm đầy tham vọng và phần lớn thành công của đất nước, lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc đã ra đời. Ban đầu, việc sản xuất vũ khí tập trung vào các bản sao được cấp phép của các loại vũ khí đơn giản của Mỹ như vũ khí nhỏ. Đến những năm 1980, Hàn Quốc bắt đầu tạo ra các loại vũ khí phức tạp hơn dựa trên các thiết bị được thiết kế của Mỹ hoặc hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ví dụ, Hàn Quốc đã trình làng chiếc xe tăng nội địa đầu tiên mang tên K-188 vào cuối những năm 1980. Những chiếc xe tăng K-1 được phát triển theo nguyên mẫu tăng Abrams của Mỹ. Gần như tất cả các nhà thiết kế và sản xuất vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc cũng là nhà sản xuất các mặt hàng công nghiệp và thương mại tiêu dùng khác. Trong số đó, có các công ty như Kia, Daewoo, gã khổng lồ đóng tàu Korea Shipbuilding, Engineering và hãng điện tử lớn Samsung. Khoảng 50 năm sau khi hình thành cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước, Hàn Quốc chiếm khoảng 4% thị trường vũ khí toàn cầu, tăng mức từ 1% cách đây 5 năm. Ở trong nước, vũ khí nhỏ do Daewoo sản xuất chiếm tới một phần nửa nhu cầu vũ khí bộ binh của cả nước. Lực lượng xe tăng của đất nước bao gồm sự kết hợp đa dạng giữa nhiều dòng tăng khác nhau, trong đó có tăng M48 Patton, T80U. Điều tương tự cũng xảy ra với xe bọc thép và pháo binh, với hệ thống K200, K21, KNIFV, K806 và K808. Chiếm phần lớn nhu cầu về xe bọc thép chở quân và xe bộ binh hạng nhẹ của đất nước, còn KH178, KH179, K9 Thunder và K136 Corion MLRS cung cấp pháo binh và pháo hỗ trợ. Với tên lửa đất đối và máy bay không người lái, các thiết kế trong nước như loạt tên lửa chiến lược Hunmoo hoặc loạt tên lửa phòng không di động KMSAM và máy bay không người lái Cút-9 của công ty hàng không vũ trụ Hàn Quốc KAI đã sản xuất đang dần vượt qua hàng nhập khẩu của Mỹ và Israel để tạo nên xương sống cho năng lực tên lửa và máy bay không người lái của quốc gia châu Á này. Lực lượng hải quân cũng không phải ngoại lệ, khi Hàn Quốc tự sản xuất các dòng tàu khu trục, khinh hạm, tàu hộ tống, tàu tuần tra, tàu quét mìn và tàu tấn công đổ bộ. Mặc dù lực lượng không quân Hàn Quốc hiện phụ thuộc vào hầu hết các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay hỗ trợ do Mỹ sản xuất, ngày càng có nhiều thiết kế nội địa hơn, bao gồm KAI T-50, Golden Eagle,
máy bay chiến đấu KAI KF-21 Borama đang phát triển và dòng trực thăng vận tải tiện ích Sorion. Romania là quốc gia có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine và đã chứng kiến xung đột lan đến biên giới. Gần đây, quốc gia này đã liên tục chứng kiến các máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ. Do vậy, nước này đã ngày càng đầu tư tập trung hơn vào lĩnh vực quốc phòng. Ngày 26 tháng 9, Bộ Quốc phòng Romania cho biết nước này có kế hoạch mua 32 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới nhất từ nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ với tổng trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ theo một thỏa thuận đã được ký kết vào hồi tháng 4. Các quốc gia thành viên EU và NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay từ mức 2% sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Năm ngoái, Romania đã đồng ý mua 32 máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng từ Na Uy, bổ sung thêm vào 17 chiếc mua từ Bồ Đào Nha kể từ năm 2016. Vào tháng 7, Romania công bố thành lập một trung tâm đào tạo khu vực dành cho phi công F-16 và cuối cùng đã được cung cấp cho các đồng minh và đối tác của NATO, bao gồm cả Ukraine. Việc mua máy bay F-35 đã được Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania CSAT phê duyệt vào tháng 4 và Bộ Quốc phòng Romania cho biết họ hiện đang yêu cầu Quốc hội nhanh chóng thông qua để quá trình mua hàng có thể thực hiện trong năm nay. Thỏa thuận sơ bộ được Romania và Lockheed Martin ký kết hồi tháng 4, bao gồm kèm theo các dịch vụ hậu cần và huấn luyện, máy bay mô phỏng và đạn dược cùng với máy bay phản lực cũng như một số tùy chọn khuyến mãi để Romania xem xét mua thêm 16 chiếc F-35 sau đó. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania, ông Angel Tiva, bản hợp đồng cuối cùng khó có thể được ký trong năm nay và những chiếc máy bay đầu tiên sẽ không được giao trước năm 2030.